Khác với bậc học phổ thông, học sinh phải học từ ngay sau kỳ nghỉ Tết kết thúc, thì từ tuần này các trường đại học mới bắt đầu dạy học trực tuyến cho sinh viên. Do lo ngại sinh viên ở nhiều tỉnh thành sẽ đổ về Hà Nội và các thành phố lớn, trong khi dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, thế nên đa số các trường đại học vẫn lựa chọn cho sinh viên nghỉ để học online đến giữa, thậm chí là hết tháng 3. Đồng thời thì cũng sẽ triển khai biện pháp kiểm soát sinh viên tránh đi khỏi nơi cư trú trong thời gian ở nhà. Một lớp học online của trường Đại học Ngoại thương còn có dự giờ của ban giám hiệu nhà trường. Được kích hoạt từ các mùa dịch trước nên cả cô và trò bắt kịp với buổi học rất nhanh. Để tăng hiệu quả thì giảng viên chỉ tập trung truyền đạt những phần kiến thức cốt lõi, có sinh viên chủ động đọc tài liệu từ trước đó. Trong thời gian học có hơn 2 tiếng thì cái tính tự học và đòi hỏi sinh viên phải tham gia vào cùng bài học nó sẽ yêu cầu cao hơn. Khi mà các bạn đã đọc qua các cái tài liệu rồi thì các bạn sẽ dễ dàng nắm được cái nội dung bài học hơn. Với kinh nghiệm triển khai chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến theo mô hình tiên tiến từ năm 2018, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn hóa quy trình, xây dựng các hướng dẫn cho giảng viên và cho sinh viên, hoàn thiện hệ thống và công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến, thích ứng nhanh với bối cảnh Covid. Hỗ trợ về cả tinh thần lẫn vật chất cho các thầy cô cũng như là các em, trường cũng đã hoàn thiện hơn cái hệ thống của mình và đưa ra những cái hướng dẫn, những cái quy chế đảm bảo về mặt thời gian giống như thời khóa biểu mà học trực tiếp. Về cơ bản mọi cái là không thay đổi so với cả học trực tiếp. Để kiểm soát sinh viên trong quá trình học online thì ngoài những quy định bắt buộc như điểm danh, bật camera trong suốt buổi học thì việc tăng tính tương tác liên tục được nhiều giảng viên áp dụng. Có những cái bài kiểm tra ngắn yêu cầu sinh viên là phải lấy giấy bút để viết cái bài kiểm tra đó ra, gửi cho chúng tôi trong một cái khung thời gian cố định và các em liên tục phải theo dõi để biết những nội dung gì. Trực tuyến thì tối đa là 3 tiết để các em nó không bị căng thẳng quá khi làm được với màn hình máy tính. Số lượng học sinh trong một cái lớp online thì sẽ giảm đi và như vậy thì cái chất lượng học tập nó sẽ tốt lên. Phần thực hành mà cần thiết đến máy móc, thiết bị thì chúng tôi tạm dừng. Để khi nào hết dịch thì các em về trường, các em đến các phòng thí nghiệm, phòng lab. Bên cạnh kiểm soát sĩ số sinh viên hàng ngày qua các tiết học, thì các trường có những hình thức tuyên truyền để các em thực hiện đúng việc chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nhắc nhở các em về việc giữ khoảng cách trong giao tiếp, hạn chế đi lại và khai báo đầy đủ khi muốn đi đâu, làm gì cho bộ phận quản lý của ký túc xá. Tính mở và tính linh hoạt của phương thức online đã giúp sinh viên có nhiều lựa chọn môn học phù hợp với điều kiện cá nhân trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối đa thì quan trọng nhất là ở ý thức tự giác, tinh thần chủ động của sinh viên.